Em xin trình bày một chuyện như sau là vào khoảng 30 năm trước, vào những năm 85-86 á, thì em có người nhà bên tiệp gửi khẩu súng hơi bắn đạn chì về để sử dụng ạ. Thì em cũng như bao mọi người khác ở làng quê cũng hay đi săn bắn rộng rãi á. Thì cái thời kỳ đấy ấy, thì em cũng chưa nhận thức được cái tác hại, cái chất độc hại của chì, thì vẫn cứ đi mua cái đạn chì về để đi săn bắn. Thế cái thường thường đi săn bắn thì hay ngậm những viên đạn vào mồm để lấy ra cho tiện. Thế sau một thời kỳ cũng tương đối là dài, từ năm 85 đến năm 2000-2002 thì nhà nước cấm sử dụng súng săn, thì lúc đấy em thôi. Thế cũng vô tình em không để ý rằng là mình bị nhiễm độc chì lúc nào không biết, nhưng mà cái da của em cũng là da đen rồi, nhưng mà cái lúc đấy cái da em nó tái xám và nó mủng mủng, nói chung là thì khó chịu lắm. Ai cũng hỏi bảo bệnh gì hay như thế nào thế nào. Thế em cứ sống mê mãi như thế, đến tận những năm 2000 thì nó xuất hiện những cái vết đốm đốm, như kiểu như là cái mụn cơm mà nó bẹt bẹt, nó đốm đốm như đầu đũa ở cái cùi tay cả hai bên. Thế em đi khám thì bác sĩ bảo là chuẩn đoán là bị men gan cao, rồi gan nhiễm mỡ, thỉnh thoảng có đau nhói phần ngực, thì bảo đấy là động mạch vành. Thế em cũng đi uống thuốc lam, uống thuốc tây thì cũng điều trị cũng không vẫn không thấy hết. Thế đi vào một tối thì em mới mở đi lên xem để đúng cái chương trình của sức khỏe, bấm huyệt mới dùng phát triển yên tâm vào cuối năm 2013. Vào tầm tháng 9 em mới dò tra mạng ra thì thấy là trung tâm là 6-7 triệu, có hướng dẫn là dạy môn phát triển yên tâm. Em mới đến đấy hỏi và em xin học. Xin học được những bữa đầu tiên thì thầy cũng tư vấn cho rằng là chườm đá vùng gan, đấy là mới có chương trình chườm đá chưa phổ biến rộng, mà chườm đá vùng gan hết được nhiều bệnh. Thực tế thì em cũng chưa tin lắm, tại vì nghĩ vào chườm gan nó đã nóng rồi, bây giờ chườm đá vùng gan thì nghe nó khác thế nào, tại vì em cũng không được hiểu sâu về cái ngành y. Thế xong thì em cứ phải đọc kỹ hướng dẫn của trong cái tờ giấy, xong khoảng 2-3 ngày xong em bắt đầu em mới đi vào phương pháp để em chườm. Thì em chườm thấy có một cái hiệu quả rất là công dụng, là cái hôm đầu tiên em chườm ấy thì mồ hôi nó có toát ra, xong lúc đấy thì là ngủ say như kiểu uống thuốc ngủ, là uống hết đến sáng luôn. Thế em được chườm khoảng độ một tuần thì thấy có những biểu hiện nó lốm đốm trắng ra, sáng sáng ra, và vẫn cứ tiếp tục chườm. Em có hỏi qua thầy là chườm như thế có ảnh hưởng gì không, thầy bảo không, cứ chườm tiếp. Thì em chườm tiếp khoảng một tháng, xong thì da em tự nhiên nó quát được hết cái chất đen sạm ngày xưa mà xám xám một mụn ngày xưa. Em chườm tiếp một tháng nữa là tháng thứ hai, thì lúc đấy thì cái da sáng hoàn toàn. Nhiều anh em bạn bè thì mới hỏi rằng là mày uống thuốc gì hoặc là mày đi làm gì thấy da nó sáng hơn, mà người nó khỏe mạnh tốt nhiều lắm. Thế em cũng không đâu nghĩ rằng là do chườm đá mà ra. Thế cái khi mà em học thêm một khóa thứ hai thì lúc đấy mới biết rằng là đây là do mình chườm đá mà nó có thể nó quát được những cái chất độc hại của chì, nó nhiễm cơ thể mình bấy lâu mà mình cũng chả biết. Cái câu chuyện của em thì cơ bản như thế, là hết rồi cái phần thời gian của em. Xin cảm ơn anh Nguyễn Trân Thành. Bây giờ mời anh lên đây mà anh lại dắt theo một người nữa. Vậy cái câu chuyện người thứ hai là như thế nào ạ? Em xin phép kể chuyện tiếp ạ. Là cái khi mà em thấy người nó khỏe mạnh này, ăn uống ngon hơn, mà cái gì cũng muốn thèm ăn hơn này, ngủ sâu hơn và cải thiện cái da dẻ của mình nó sáng hơn ấy, thì em mới tiếp tục em mới mua thêm vài đôi đá nữa về biếu các cô dì chú bác ở nhà. Thì đại để là cô vợ em thì bị nhám cái tàn nhang nó hơi nhiều ở đây, thì chườm thấy nó mờ đi và nó bay đi tương đối là nhiều. Và một bà dì của em thì bị thoái hóa lớp khớp gối rồi khớp thần kinh tọa, thì chườm cũng thấy khỏe và ngủ cũng sâu. Và nhất là có ông chú em ở bên cạnh này, chú em năm nay thì em mới
đưa cho chú em Trường một đôi đá. Thì chú em Trường được khoảng độ hơn một tháng. Thì một sớm ấy, tự chú chạy xuống nhà bảo là thầy ơi, coi như may quá. Nó bảo làm gì hả chú? Chú bảo là ta trưởng đá của mày bây giờ đi xét nghiệm thấy là u sơ tiền tuyến cũ ấy, nó bay hết rồi. Người ta bảo hết rồi. Thế cũng vô rất vô tình thì em xương hóa thì cũng chỉ thông báo để cho một là về cho lớp và tất cả mọi người biết như vậy. Hoàn toàn bất ngờ ạ. Vậy thì xin phép phỏng vấn bác một chút xíu ạ. U sơ tiền đường tuyến có phải không bác? Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm.